Xin chào những người bạn vui vẻ, Phú đang có mặt tại Bạc Liêu. Hôm nay Phú từ Bình Dương xuống Bạc Liêu vượt mấy trăm cây số để trao cho tâm chị tâm em là cặp song sinh thiên thần đó một cái món quà bí mật nha. lồi la túm lại rồi giờ ra xe đang đậu ở một cái phiên chợ sát nhà trọ của song sinh thiên thần luôn. Phú sẽ đi vô sẽ trao cái món quà bí ẩn này, các bạn cùng theo dõi thử món quà này là gì nhá. Trời ơi sao chạy ra đây trời nắng. Ôi nhớ tầm tầm quá. Trời ơi sao không mang dép? Ai vô đây nắng nè. Này các bạn nhớ song sinh thiên thần này không? Trời ơi mấy cái sao khóc. Mấy tháng rồi không có gặp này. Đã. Rồi chào em. À chào con. Ẩm nổi ra đây quay tí. Nhưng mà muốn lại là không kịp mang dép luôn chạy. Không kịp mang dép chạy ra luôn ha. Nôn nghe tiếng ông Phú lại cái là nôn dữ lắm luôn. Để cho để ba Phú đeo cái micro đã. Từ để ba con đây đưa đây này ba con hai đứa coi. Đâu tâm em đâu ta? Tâm em đó hả? Bây giờ mỗi khi là tâm em đeo dây chuyền, tâm chị không có, mà nay đứa nào cũng đeo dây chuyền đâu biết đâu. Ờ bên đây con cũng có dây chuyền hả? Ủa sao có miệng sao vậy? Lắp đem quà Mỹ vô đây cho hai đứa rồi. Đây nè. À tôi. Lấy cái gì khu nhà. Đây các bạn, đây là món quà gửi từ Mỹ về cho tâm chị tâm em. Sau bao nhiêu chờ đợi thì món quà này cũng đã tới nhà tâm chị tâm em tại Bạc Liêu rồi các bạn ha. À, các bạn có còn nhớ là câu chuyện cách đây mấy tháng thì Phú gặp tâm chị tâm em là ở trong một cái khu trọ công nhân. Đó thì sau đó Phú có hướng dẫn cho cặp đôi này làm YouTube, mở kênh riêng luôn. Thì chỉ sau có khoảng hơn một tháng thôi thì cặp đôi này đã đạt 100.000 người theo dõi. Và hôm nay YouTube từ Mỹ đã gửi về cho tâm chị tâm em một cái nút bạc. Ok, đây là nút bạc rồi. Nhưng mà Phú chưa khui ra, Phú không biết là YouTube có gõ đúng cái tên song sinh thiên thần không hay là trao nhầm cho cái viết nhầm cái tên người khác là quê lắm rồi nha. Bây giờ xong mở ra. Anh lắp cầm cái này giùm anh coi. Rồi anh mở cái này cho coi. Nè, con nhà mẹ cho ba Phú mở đồ ra. Cho ba Phú khui phía ngoài nha, rồi tụi con khui trong. Rồi, đợi ba Phú mở ra thì biết bên trong có cái gì. Ờ, tránh ra cho quay cái khăn. Hồi hộp không? Coi có đúng chữ song sinh thiên thần không hay là chữ khác nha. Ba Phú chưa khui luôn. Phải đợi tới nhà chúng nhân mới khui chứ. Để đi ba Phú mở. Ừ. Rồi. Hồi hộp quá. Coi. Đây là lá thư chúc mừng của YouTube nha. Bỏ đây. Wow, chính xác rồi. Song sinh thiên thần. Mọi người xem livestream này, mỗi người một lời chúc mừng đến hai bé nha các bạn. Đây. Chắc là bây giờ rất là nhiều khán giả đang thắc mắc là song sinh thiên thần tháng kiếm được bao nhiêu tiền hen. Đây trao cho mẹ nè. Thôi đi chụp cầm hai đứa cầm tấm hình coi. Hải chụp hình đi Hải. Đây. Đó. Kính thưa các bạn, hai em bé này ban đầu là sinh ra thì gia đình rất là buồn vì bạch tạng, nhưng mà sau đó nhờ sự thương yêu của khán giả thì hai bé đã đạt nút bạc.
hơn bữa nay là bao nhiêu follow rồi nhỉ? 123.000 khán giả rồi. Mà 100.000 khán giả thì sẽ được gửi một cái nút bạc như thế này. À, bây giờ hai con đây treo lên tường nha. Cảm ơn ba Vũ. Giỏi. Các bạn mãi ủng hộ Song Song Thiên Thần nha các bạn. Là đây em. Còn đây là hộp quà. Cái này hả? Cái này là ba Phú, cái này là của ba Phú. Cái kia là của YouTube, còn cái đây là của ba Phú cho hai con. Ơi, tiếp tục nhận quà nữa hả? Ba Phú dạo này phân phối cái này nè. Đó, những cái hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Đây tặng hai con nha. Rồi. Các vị khán giả để ý nha, nếu muốn tặng quà ai thì liên hệ Phú nha. Có những hộp quà như thế này, trong này có mặt hoa dừa các bạn, rất là ngọt nè. Rồi. Rồi, em cảm ơn anh. Rồi. Con cầm vô cất nha. Rồi, bữa nay bây giờ mình phải đẩy tiệc để rửa nút bạc chứ ha. Hôm nay đã làm một cái tiệc nho nhỏ để đón bà Phú với lại mình ăn mừng nút bạc luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream ngắn ngủ này. Nhưng mà bà Phú hỏi này. Con làm YouTube vậy có đủ tiền không? Đủ tiền sinh sống không? Nhiều không? Nhiều tiền không? Các bạn ơi, hồi trước là làm công nhân, hai vợ chồng làm công nhân nuôi hai đứa con. À, nhưng mà sau đó là đến làm YouTube thì có rất là tiền cũng khá. Tháng đầu tiên là được 40, tháng thứ hai được đâu khoảng 80 củ á. Thôi tiết lộ luôn được không? À, nhưng mà nên là gia đình của hai bạn giờ đã về Bạc Liêu rồi ha, sống một cuộc sống mới, không còn làm công nhân ở Bình Dương nữa. À, nhưng mà dạo này thấy là cái kênh là như là đang xuống á, làm view ít quá. Ba Phú giới thiệu lương tháng thứ nhất, lương tháng thứ hai mà ba Phú không có chịu giới thiệu lương tháng tiếp theo. Đi nhà ba Phú đi. Hả? Hải giữ mấy con đi nhà ba Phú. Mẹ Rồng nói là ba Phú giới thiệu lương tháng thứ nhất là 40, lương tháng thứ hai là 80 triệu, mà không chịu giới thiệu lương tháng thứ ba. Lương tháng thứ ba là ba Phú chuyển hết qua số liệu qua cho hai vợ chồng này, ba Phú đâu có biết đâu lương tháng thứ ba là bao nhiêu. Tầm 20 mấy đúng không cha? À, lương ủa là bị tụt trầm trọng. Bị tụt xuống bây giờ còn có 20 mấy triệu hả? Dạ. Vậy thôi lên Bình Dương bán nước tương của ba Phú đi. Cái kiểu này chắc thì ba Phú lên Bình Dương bán nước tương thiệt rồi đó. Nước tương của ba Phú rất là ngon nha các bạn. Nước tương rất là đẳng cấp, nước tương làm từ mặt hoa dừa. Ai thất nghiệp có lên Bình Dương bán nước tương của Phú. Ấm. À, thật sự á, là câu chuyện của các bạn này nè là một cái câu chuyện nó rất là nhân văn. À, từ những em bé bị thiệt thòi nha các bạn ha, nhưng mà khi mà xuất hiện trên cộng đồng của Độc Lạ Bình Dương thì trở thành những ngôi sao YouTube. Sẽ giúp cho gia đình cải thiện thu nhập. Nên là hy vọng á, là các bạn mà có ngoại hình đặc biệt thì cứ liên hệ Độc Lạ Bình Dương nha, biết đâu các bạn sẽ đổi đời giống như là Song Sinh Thiên Thần. À, sao con nhớ ba không? Nhớ nhiều không? Nhiều. Đêm có nằm mơ thấy ba không? Ngoài. Hả? Lâu vậy mà tâm quá. 3 tháng không gặp rồi. 3 tháng không gặp rồi mà không có quen. Rồi xuống. Rồi xuống xuống nha. Xuống đây nè. Xuống đây cho ba Phú nói chuyện. Long đâu rồi? Long à. Dạ. Rồi ba Phú hỏi cái con. Dạo này con thấy là tâm chị tâm em có nghe lời con không? Dạ có. Đây các bạn, hai vợ chồng Rồng với Mây là sinh được ba em. Dạ. Em Long là đầu tiên. Sau đó là tới cái cặp này. Ôi lại trong giấy tờ là tên gì nhỉ? Hay Tâm Tâm này. Tâm chị là Đặng Thiên Kim, còn tâm em là Đặng Mỹ Kim anh. Wow, Thiên Kim, Mỹ Kim. Mỹ Kim là tức là tiền từ Mỹ về đó, là đúng làm YouTube rồi. Còn Thiên Kim là tiền từ trời rơi xuống. À, ở đây nhà này cái tên toàn là độc không các bạn. Chồng là Mây, vợ là Rồng. À, con là Long hả? Dạ. Long là cũng là Rồng luôn. À, rồi để ra Thiên Kim với Mỹ Kim. Quá dữ. À, Phú chúc mọi người buổi trưa vui vẻ ha. Mỗi người mỗi lời chúc mừng gửi đến cho cặp song sinh này. À, và mọi người đều tiếp tục ủng hộ cho kênh của Song Sinh Thiên Thần ha. Đây là những cái đứa con nuôi, những đứa con tinh thần của Phú. Phú nghe Rồng hôm nay nói là sắp tới là gia đình sẽ mày làm YouTube ra thì còn có mở đại lý bán vé số nữa. Hả? Nói giỡn hả? Em đang mở tiệm bán dụng cụ học tập cho học sinh, bán những chỗ khác.
La quá từ từ. Vậy là bán dụng cụ học tập ở đây đúng không? Dạ. À, thấy cùng em á. Rồi khi nào khai trương? Chủ nhật đem khai trương á anh. Chủ nhật nè, dạ dạ ở chơi tới chủ nhật luôn nha. Được. Cái hình vui. Dạ. Còn bên đây thì cái thư viện cộng đồng á. Dạ, do là có một cô tài trợ cho em mở cái tiệm tập này luôn. Với lại một cái góc thư viện cộng đồng này cô ấy cũng tài trợ cho em luôn. Wow, là có người tài trợ mở một cái thư viện cộng đồng là mấy em học sinh gần đây là vô đây đọc sách đúng không? Dạ đúng. Wow, ai mà có ý tưởng hay vậy ta? Nói là em ở nhà không có cái gì làm thôi, cổ gợi ý cho em là làm như vậy đó. Tại vì em cũng ở gần trường. Xong rồi mình buôn bán dụng cụ học tập với lại bán nước nôi vậy thêm á. Ừ, hay đó. Cho mở một cái góc cho bạn vô đây đọc sách cũng vui. Đúng rồi, đọc sách xong thì nó đọc nhiều nó sẽ khát nước mình bán nước. Rồi hàng nhập về đó hả? Dạ, cổ mua thì cổ gửi về cho em luôn á. Gì? Cô đó mua hàng gửi về luôn? Ồ, hay quá. Cô đó là ở đâu mà tốt vậy? Cô ở Cần Thơ anh. Cô ở Cần Thơ. Ừ. Lại xuống đây đi chơi một lần. Còn đánh liền. À, không nữa chứ, giỏi. Cái đây là gì con biết không? Hả? Ôi trời ơi. Bán á con. Nha. Ngày nữa làm YouTube được rồi lên Bình Dương bán nước tương với ba nha. Dạ đi con. Hello các bạn. Gia đình có chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ để rửa nút bạc. Nhưng mà mẹ rồng là quên mất là ba Phú không ăn được mấy cái động vật trên cạn mà toàn chơi toàn thịt bò với thịt gà quá. À. À, không biết cứ ghét ba Phú không nữa. Nên là bây giờ mình phải ăn bún với nước tương mặc qua dừa mà mình đem xuống nha các bạn. Thôi độc lạ Bình Dương thì phải ăn nước tương là đúng rồi. Vì quảng cáo chai nước tương mà giờ đi hát cho em luôn. Ủa chứ giờ anh ăn có gì? Nè em có độn vào cái dưới nước cho anh rồi thấy không? Phải không? Phải dưới nước không? Đại Phú này quảng cáo chai nước tương mà giờ đi hát. Gì à, cảm ơn nha, là có nguyên cái đó cho anh Phú hả? Nhưng mà dạ em ăn miếng thử miếng nước tương của anh đi. Anh sợ ghiền quá à. À, hả? Sợ ghiền quá. Dạ thôi ăn nước tương của mày đi, còn nước tương của anh ăn. Đây các bạn ha, nước tương mặc qua dừa thì làm từ qua dừa, không có đậu nành. À, nên là những bạn mà bị dị ứng với đậu nành thì rất là phù hợp với sản phẩm này. Đó. Rửa vô. Mấy người mà sợ mặn á, tức là giống như là người già, người cao tuổi, cao huyết áp mà không ăn được đồ mặn á, thì dùng nước tương này rất là phù hợp bởi vì nó cắt giảm tới 2/3 đồ mặn lận. Thôi, Phú bán này, Phú quảng cáo nó kỳ, cho này quảng cáo cho khách quan này, đó. Thôi em ăn nước tương của anh, em thôi anh. À, ăn nó tốt tốt đi, tí nữa anh cho tiền nha. Trước giờ em cũng không hay ăn nước tương. Tại bữa nay anh Phú bán nước tương cho nên muốn thử cái mùi vị nước tương của anh Phú bán ra làm sao. Không không có mặn nhiều đúng không? Không, có mặn vừa phải chứ là ăn vô nó thơm đúng không? Ừ, nó thơm mùi gì? Thơm mùi, có mùi dừa ở trong. Đúng rồi, này nhận xét chính xác. Chẳng không, em không hay ăn nước tương nhưng mà em ăn cái này vô là em thấy được nè. Không mặn trang nhiều vẫn không thấy mặn nha. Cái mùi nó dịu dịu. Nè cái nước tương này nè các bạn, là cái hàm lượng muối nó ít hơn tới 65% so với nước tương đậu nành. Đó. Và nó không có chất bảo quản mà giàu khoáng chất nữa. Ăn thử không? Nên là rất là tốt cho sức khỏe. Nhất là người già nha, mà dùng nước tương kia thì nó mặn nhiều quá nó không tốt với sức đâu. Dùng nước tương này nó ok đấy. Rồi bây giờ mình lên đi ha. Rồi cảm ơn Rồng Mây đã quảng cáo giúp mình. Gia đình em cũng cảm ơn anh Phú với nhóm bạn